Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hỏi Đáp Du Học của công ty Tân Đại Dương ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Mỹ đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho rất nhiều bạn trẻ có mong muốn du học. Và điều đầu tiên phải kể đến là hệ thống giáo dục tuyệt vời của nước Mỹ với các chương trình và ngành học đa dạng, hấp dẫn. Sinh viên theo học tại đây sẽ có cơ hội được học tập và nghiên cứu với các giáo sư, tiến sĩ hàng đầu thế giới trong điều kiện học tập tối tân, hiện đại. Bằng cấp do các trường đại học ở Mỹ cấp sẽ được công nhận và đánh giá cao trên thế giới. Do đó, tấm bằng đại học ở Mỹ luôn được các nhà tuyển dụng khó tính nhất đánh giá cao bởi chất Mỹ trong con người sở hữu nó. Chính chất lượng số 1 này cũng khiến cho tâm lý của nhiều bậc phụ huynh và học sinh sinh viên Việt Nam cảm thấy sợ và tự cản trước cơ hội bản thân bởi rất nhiều thứ như đầu vào cao, visa khó, v.v. Và một trong những trở ngại lớn nhất của rất nhiều bạn có mong muốn du học ở Mỹ là chi phí học tập và sinh hoạt tại Mỹ tương đối cao so với các nước khác. Thì đó có thể được ví như là một trong những lầm tưởng khiến bạn mất cơ hội du học tại Mỹ hay chăng? Đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học Mỹ của công ty Tân Đại Dương ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với Quế Hương, chuyên viên tư vấn tại Tân Đại Dương để cùng nhau tìm hiểu, phân tích và hóa giải những mối lo lắng đó. Từ đó chúng ta có thể góp phần mang lại những hình ảnh mới mẻ, khả quan hơn của nền giáo dục Mỹ trong mắt người Việt Nam các bạn nhé. Xin chào Quế Hương. Chào Mai và các bạn. Thì tại Mỹ thì với chất lượng đào tạo tiên tiến và đỉnh cao như vậy thì đồng nghĩa với việc là học phí tại các môi trường Mỹ là sẽ rất là đắt. Vậy thì Quế Hương có thể giải thích cho mọi người biết là đây là một nhận định đúng hay là sai vậy ạ? Theo như Quế Hương nhận xét thấy được rằng là đây là một điều hoàn toàn không chính xác. Vậy có rất là nhiều trường học phí rẻ so với các nước khác. Cụ thể hệ thống giáo dục ở Mỹ có hai hệ thống trường, hệ thống Liberal Arts. Và cái hệ thống này có mức học phí rất cao do không nhận được sự hỗ trợ nhiều của chính phủ để họ có quyền tự quyết về cách thức đào tạo, chất lượng và các loại chi tiêu miễn là tuân theo luật pháp. Bên cạnh đó là các trường National Universities và Community College thì là các trường công lập được hỗ trợ từ chính phủ cũng có chất lượng rất là tốt. Và nhiều trường nằm trong top thế giới. Học phí tại các trường công lập thì phụ thuộc rất là nhiều vào mức sống, đặc điểm của từng khu vực. Và có nhiều trường chất lượng tốt nhưng học phí chỉ rơi vào khoảng từ 10 cho đến 20 ngàn đô một năm. Nhiều trường cao đẳng cộng đồng thì chỉ có mức học phí dao động là 6 ngàn đô một năm. Như vậy có thể khẳng định được là bạn có thể đi du học Mỹ với nhiều mức chi phí rất thấp. Và nhiều phụ huynh rất ngạc nhiên khi tổng chi phí cả anh ở học phí của nhiều trường thì chỉ từ là 12 cho đến là 15 đô la trên một năm. Rẻ hơn cả khi bạn đi du học tại Anh, Úc hoặc là Canada đúng không ạ? Vậy thì nếu chúng ta lựa chọn cho mình một môi trường học tập có chi phí thấp thì điều này có đồng nghĩa với chất lượng kém hay không vậy Quế Hương? Điều này là không có đồng nghĩa là chất lượng kém. Bởi vì thứ nhất, hệ thống kiểm định giáo dục tại Mỹ thì rất chặt chẽ. Không cho phép bất cứ một cơ sở đào tạo nào không có kiểm định được tuyển sinh sinh viên quốc tế. Do đó chất lượng luôn là điều được đảm bảo tại trường đại học tại Mỹ. Và mức học phí học tập tại trường thì được đặt ở mức thấp như vậy là do nhận ngân sách từ chính phủ và các bang, cũng như là phụ thuộc vào mức sống của từng khu vực. Đất nước Mỹ là một đất nước rất là lớn cho nên sự chênh lệch về các đặc điểm nói trên là không có khỏi tránh khỏi. Tuy nhiên chất lượng giáo dục rộng lớn đồng đều không hề bị ảnh hưởng. Dễ dàng có thể kiểm tra chất lượng kiểm định của các cơ sở đào tạo trước khi quyết định nộp đơn khi mà các bạn muốn xin du học tại Mỹ. Có thể nói thì chất lượng đào tạo được xem là một yếu tố khá là quan trọng. Vậy thì khi học tập tại các trường chi phí thấp tại Mỹ thì có bằng việc học tại các quốc gia khác không vậy Quế Hương? Nếu để so sánh các trường top 100 của Mỹ và top 100 của các nước khác thì dễ dàng nhận thấy được rằng là Mỹ là một nước rất là vượt trội. Hơn nữa top 100 của Mỹ trên tổng số hơn 4.000 trường. Còn các quốc gia khác chỉ có số trường thì bằng một bang của Mỹ là với 200-300 trường mà thôi. Do đó dễ dàng có thể nhận thấy được rằng là các trường chất lượng cao tại Mỹ không đơn giản chỉ là top 100-200 mà lên tới là hàng ngàn trường. Vậy thì đó là những chia sẻ khá là bổ ích cho các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh, sinh viên hiện nay đang muốn đi du học tại Mỹ nhưng mà đang băn khoăn lo lắng về vấn đề chi phí và chất lượng đào tạo. Thì hôm nay công ty Tân Đại Dương muốn gửi đến các bạn. Xin cảm ơn Quý Hương rất là nhiều. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí du học tại Mỹ là như thế nào, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới văn phòng của Tân Đại Dương theo địa chỉ
148 xẹt 1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại 0838 4879, hoặc là các bạn có thể truy cập vào website tandaidương.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.